Xin chào cô chú và anh chị. Hiện tại em có mặt tại khu phố Hòa Thơm 2 thuộc thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì bữa nay em có một cái mảnh đất và căn nhà. Căn nhà này đã hoàn công rồi luôn nha anh chị và cô chú. Căn nhà rất là tuyệt vời luôn. Thì trước nhà mình á là một cái con đường nhựa. Đường nhựa này kêu bằng đường nhựa phía sau khối vận động. Khu vực đây đó là khu trung tâm của huyện Gò Công Đông luôn. Ở đây gần hành chánh nè, gần bệnh viện nè, rồi gần tất cả những cái lọt tiện ích luôn. Thì bữa nay em giới thiệu đến chị mình căn nhà nha. Căn nhà này còn rất là mới nha, dán gạch lên tới trên hết rồi, la phong, nhà đã có hoàn công nha, đã có chủ quyền nhà rồi đó. Thì trước tiên em giới thiệu phía trước trước đi. Phía trước mình thì có một cái không gian nè, không gian bên hông ha, không gian bên hông để đi vào bên hông cũng được. Ở đây thì là cái không gian phía trước mình rồi. Thì em mà anh chị đi vào nhà trước rồi xong mình sẽ đi ra ngoài trước để mình quay cái con đường phía trước nha. Chút xíu em sẽ chạy lòng vòng khu vực này quay cho anh chị coi. Bên hông thì có cửa sổ hướng gió trời. Ở đây thì em thấy hai phòng ngủ, toilet có nè, có chỗ rửa bát, rồi có chỗ nấu ăn. Thì cái này á, để em đọc cái diện tích nha. Chiều ngang 6,5 m, chiều dài một góc là 27,10 m, một góc là 23,20 m. Tổng diện tích của cái căn nhà này là 143 m², có 100 m đất ở nông thôn, còn 43 m là cây lâu năm nha. Nhà đặc biệt đã có chủ quyền nhà ở trên sổ luôn rồi. Rồi em mời anh chị vào. Phía trước của mình thì dán gạch lên 1m6. Ở đây điện đồ có đầy đủ nha, nhưng mà tạm thời người ta khóa lại, người ta không có ai ở nên người ta khóa lại. Đây cái phòng thứ nhất. Phòng thứ nhất mình thì rất là kín nha, đã có gắn thiết bị máy lạnh đâu rồi, anh chị về là gắn máy lạnh vô thôi. Rất là rộng ha. Cái này nhà này diện tích xây là bề ngang cỡ 5m, 5m mấy anh chị. Bề ngang là cỡ 5m rưỡi á. Đây cái phòng thứ hai. Phòng thứ hai ha. Rồi còn khu vực đây á, khu vực phía sau nè, bên hông thì mình nhìn thẳng lên phía trước. Rồi em ra phía trước em quay bên hông giúp anh cái đây. Bên hông đây nè, bên hông thì mình còn một cái khoảng trống cỡ hơn nửa mét một chút, đi ra cái cửa phía sau nha. Đường thì thông thoáng hết á, nhà cửa em thấy thoải mái, em không có bắt đèn lên nhưng mà nó rất là sáng á. Xung quanh cửa sổ mở ra cái là thoáng mát. Khu vực đây thì anh chị có thể mình đặt cái bàn ở đây, rồi bếp ăn ở đây, gia đình ở đây mình hoạt động ở đây ha. Có cửa sổ hướng gió trời. Rồi còn khu vực đây là khu vực của cái toilet. Toilet ở đây rất là rộng, rất là thoáng mát ha. Ở đây thì khu vực mình rửa chén nè, giặt đồ. Ở đây là bếp nha anh chị. Đây là không gian bếp. À, không gian bếp mình nhìn thẳng lên phía trước luôn, nhìn thẳng lên nhà trên luôn á. Ở đây thì chủ đặt một cái cửa kính như thế này, rất là tinh tế, lấy ánh sáng nha. Buổi sáng buổi chiều gì cũng rất là sáng luôn á, tại vì chỗ này nó nhìn thấy bên ngoài luôn, kính trong này, kính nha, kính cường lực. Mình đi bên hông mình lên cho rồi. Đường này coi như là đường thoát hiểm cũng được. Đường thoát hiểm cũng được ha. Bên hông nhà đây, dán gạch lên tới trên hết rồi. Nhà thì em thấy nhà đúc kiên cố nha anh chị, nhà đúc kiên cố luôn. Phía trước mình thì mình có thể đậu được một hai chiếc xe hơi gì đó, tùy nha. Về thì
Thì tại căn nhà này chủ thiết kế lúc trước là không có xe hơi nên chủ thiết kế như vậy. Ví dụ như anh chị về thì anh chị có thể gỡ cái này ra. Rồi đường hướng này chạy thẳng vô để xe hơi. Còn hướng này thì mình làm cái cửa nhỏ để mình đi xe Honda cũng được ha. Rất là thuận tiện. Phía trước mình thì có những cái cây che bóng mát như thế này. Đặc biệt thì bên kia. Ở bên kia là quân đội, ngân hàng, rồi phòng công chứng, rồi ở bên kia là tất cả những các loại mà giấy tờ anh chị đi tới chỗ chiếc xe đó đó. Rồi tới chỗ chiếc xe đó là anh chị làm giấy tờ đồ đều ngay chỗ đó nha. Chỗ đó thì rất là đông á. Hành chánh đồ giấy tờ, những cái giấy tờ liên quan về cái mặt pháp lý của nhà nước á đều gom lại chỗ đó làm hết. Cả cái huyện luôn đó nha anh chị. Cái hướng này thì lên chợ nè, lên chợ chưa tới 1 phút 2 phút là tới rồi. Chút xíu em chạy lên chợ quay cho anh chị coi rồi xong chạy vòng vòng khu vực này nè. Chắc em chạy lại khu hành chánh nè, chạy lại khu hành chánh trước. Rồi xong em sẽ vòng lên chợ, vòng ngược lại chợ quay cho anh chị coi. Đó. Ở đây có đại lý giấy số nữa ha. Đây thì gần những loại trường chợ đâu. Lớn lớn không à. Trường cấp 3, cấp 2, cấp 1. Trường Nguyễn Nhân Côn cũng ở đây. Rất là đông luôn á. Khu vực này thì em thấy thuận tiện cho anh chị về mà buôn bán cũng được nè. Về mình nghỉ dưỡng cũng được, hay là về cho con em ra ở riêng cũng được. Thì nhà này là chủ kêu giá 1 tỷ 7 nha anh chị. Đó, thì đợt nào. Rồi anh chị, thì bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng khu vực này nha. Nhà thì nhà hướng Đông Bắc nha anh chị. Nhà hướng Đông Bắc. Sẽ đi dạo một vòng khu vực này để anh chị nắm rõ tình hình nha. Tại vì bữa nay em không có bay livestream, tại vì khu vực trong đây là khu hành chánh không à, nên bay thì chắc không được rồi. Đấy, cũng gần quân đội nè, gần cơ quan nhà nước rất là nhiều, nên không thể bay livestream được, nên em quay ở dưới thôi. Ở phía trước mình là tòa án nhân dân của huyện. Bên kia là bảo hiểm xã hội nè. Còn đối diện mình là trường cấp 3 Nguyễn Nhân Côn. Đó, trường cấp 3 ha. Phía trước là trường luôn. Còn bên đây là hội trường, ủy ban, Gò Công. Nói chung gần ở đây là ngân hàng nhà nước nè. Rồi này là gì đây? Bên đây là hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Gò Công nè. Bên này khối dân vận gì đó. Em không biết cơ quan đó cơ quan gì. Chạy vô đây là khu vực làm sổ, làm giấy chứng minh đồ trong đây đầy đủ nha. Còn khu vực đây là khu vực công an tỉnh Tiền Giang nè, công an đầy đủ. Chỗ đây bắt xe bắt đồ về đây giao ở đây ha. Còn khu vực bên đây thì lấy bản số xe nè, bấm bản số xe đó. Đây thì rất là đông. Rồi đi. Phía trước là cầu Nguyễn Nhân Côn. Ở hướng này thì lên chợ. Cái hướng lên chợ ha. Con đường này thì vô trong căn nhà mình nè.
Đường này vô cho căn nhà mình mấy chục mét là tới á. Chạy vô. Đường đó vừa qua cái cua đó tới nhà mình đó. Rồi chạy ra tới chỗ này. Cái này chạy ra chợ gần, rất là gần ha. Chợ này là chợ huyện, mở mở cửa mà từ 2-3 giờ sáng cho tới chiều tối luôn á. Chợ này đông lắm. Đây cổng. Đường này vào cũng được, thường thường người ta vào đường ngay chỗ đường chính đằng kia kìa. Này là cổng phụ. Tới ngay vòng xoay ha. Vòng xoay này thì rất là đông đúc. Ở đây là cổng chánh của huyện Gò Công Đông. Rất là đông chưa. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha. Anh chị nào mua liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị.